Từ nhiều năm nay, cà chua được đánh giá là cây trồng hiệu quả trên đất màu, cho năng suất cao. Trái ngược với tình trạng được mùa mất giá như năm ngoái, người nông dân vô cùng phấn khởi bởi cà chua năm nay vừa được mùa lại được giá. Hiện nay, Hợp tác xã Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh có khoảng 100 ha đất trồng cây rau màu, trong đó diện tích trồng cà chua khoảng 30 ha. Năm nay, mặc dù thời tiết rét đậm, rét hại và sương muối kéo dài đã gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, song với kinh nghiệm canh tác lâu năm, bà con nông dân nơi đây đã khắc phục khó khăn để có vụ mùa thắng lợi. Chúng tôi thì vẫn là thành viên của Hợp tác xã từ trước đến nay rồi, là trồng thì thế này thì như năm nay ở đây là Hợp tác xã là cũng với cái bên công nghệ cao là cũng đầu tư cho giống vốn với một ít phân để làm tập trung vào đây cho nó có một cái mô hình, nói chung là cũng hiệu quả. Mỗi năm thì cứ trồng mỗi nơi xào, nhưng năm nay tập trung vào một chỗ làm nó dễ. Năm nay tính nó mỗi xào được khoảng 2 tấn, 5.000 cân thì nó được khoảng chục triệu. Trừ chi phí đi thì còn khoảng 7, 7 triệu, 8 triệu gì đấy. Còn tại Hợp tác xã Đại Hoàng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nên chất lượng và sản phẩm cà chua đạt cao hơn. Toàn bộ diện tích cà chua của Hợp tác xã đều được canh tác trong nhà lưới nên tránh được các ảnh hưởng của thời tiết. Riêng cây cà chua ấy, nếu mình trồng được trong nhà lưới ấy, thì nó không có mưa, không có sương muối. Thì thứ nhất là cái độ sinh trưởng của nó sinh trưởng đúng theo tiêu chuẩn của cây nó sẽ leo rất cao. Cái giá thành năm nay thì đối với cái rau dợ cà chua thì nó tương đối tốt đối với người nông dân. Đối với một sào cà chua mình trồng nhà lưới ấy, thì nó cũng thu nhập được khoảng 3 đến 5 tấn tùy giống cà chua. Thì mang lại cái giá trị tương đối tốt tại vì cái giá cả được cái cà chua tương đối cao. Hiện nay, thương lái thu mua cà chua với mức giá 8 đến 10 ngàn đồng một kg. Một sào người dân cũng thu được gần 10 triệu đồng. Để góp phần giúp đỡ các thành viên, các hợp tác xã đã định hướng và hỗ trợ trồng loại cây này. Chúng tôi cũng hỗ trợ bà con giáo viên để tìm một số các cái doanh nghiệp có uy tín để về cũng không hẳn là ký hợp đồng nhưng mà có một phần bao tiêu cùng với bà con giáo viên. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng tiêu thụ khoảng hơn 100 tấn các loại rau. Như hai năm nay là khó khăn nhất thì một sào người ta cũng như cà chua người ta cũng đạt khoảng 8 triệu mà một nhà người ta làm 2-3 mẫu. Nếu mà 2 mẫu thì người ta đã có 160 triệu rồi. Mà 160 triệu thì đối với nhà nông là ước mơ. Với hiệu quả và năng suất như vậy, nhiều nơi đã coi cà chua là cây trồng chủ lực, góp phần tăng thu nhập và làm giàu cho bà con nông dân. Tuy nhiên, để việc cà chua đạt kết quả cao, bền vững, người dân cũng rất mong có sự hợp tác của các doanh nghiệp trong việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm để không bị thương lái ép giá và lo lắng về đầu ra.